anh chị và các bạn thân mến, có một cái sự thật mà chúng ta muốn hay không thì nó vẫn đang diễn ra xung quanh chúng ta, đó chính là cái tâm lý trong cái việc đầu tư ở bất kỳ một lĩnh vực nào đều khá là giống nhau và một cái tâm lý khá phổ biến trong phần lớn những thứ mà anh chị và các bạn à, lâu nay thường hay gặp phải trong các cái hoạt động đầu tư để tìm kiếm cái lợi nhuận trong cái việc mà kinh doanh của mình. Đó chính là cái tâm lý bầy đàn và cái tâm lý muốn làm giàu nhưng lại muốn làm giàu nhanh và không muốn dành thời gian để tìm hiểu và đưa ra những cái quyết định đầu tư cho phù hợp. Thực tế thì có nhiều lời khuyên liên quan đến câu chuyện là quý anh chị và các bạn cần phải dành ra nhiều thời gian để đọc sách, để nghiên cứu các cái tài liệu liên quan tới cái lĩnh vực của mình. Đang định đầu tư và chuẩn bị đầu tư. Tuy vậy thì nhiều ý kiến lại cho rằng là chúng ta cần phải đi khảo sát, cần phải đem những cái đánh giá cụ thể, chi tiết về các cái sản phẩm của mình đang định đầu tư xem là nó có tốt không, nó có phù hợp không, nó có đáng để đầu tư hay không. Rõ ràng đây là câu chuyện uh, giữa con gà và cái trứng. Chúng ta đi giải quyết cái ngọn hay chúng ta đi tìm kiếm cái gốc? Chúng ta đi kiểm soát hay đánh giá những vấn đề của thị trường. Chúng ta mong muốn hoặc là áp đặt và muốn mà một phần những cái ý thức của chúng ta, những cái ý muốn của chúng ta vào các cái sản phẩm ngoài thị trường hay chúng ta đi kiểm soát những vấn đề bên trong của chúng ta trước khi chúng ta tham gia trong các lĩnh vực đầu tư. Thì chia sẻ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ phần lớn là theo cái quan điểm của Thắng ơi. Thì cái việc mà kiểm soát cái vấn đề bản thân mình, kiểm soát những cái thứ mà chúng ta cần phải làm liên quan tới câu chuyện bên trong mỗi con người, bên trong những cái tính cách phổ biến của mỗi mỗi chúng ta. Trước khi tham gia đầu tư là điều quan trọng và đó chính là điểm mấu chốt để đem lại những cái thành công. Chia sẻ hôm nay là tám cái lưu ý liên quan đến cái việc trước khi tham gia cái thị trường bất động sản thì cần biết để chúng ta cần phải tránh để mất khỏi mất tiền oan trong cái lĩnh vực này thì nhằm giúp các nhà đầu tư tránh cái việc mất tiền oan khi tham gia đầu tư bất động sản thì các cái chuyên gia và cả những cái trải nghiệm thực tế Thắng sẽ review và đưa ra những cái trải nghiệm thực tế cho quý anh chị và các bạn thấy được rằng là chúng ta cần phải tránh cái thứ nhất là chúng ta cần phải xem xét kỹ các yếu tố sản phẩm như là giá cả, tiến độ thanh toán thị trường khả năng thanh toán trước khi đổ tiền vào đầu tư một cái dự án nào và cần phải giữ được cái sự tỉnh táo trước các thông tin hấp dẫn được đưa ra trước khi mà từ cái phía chủ đầu tư cũng như là từ cái phía bán hàng mà cung cấp cho chúng ta vấn đề này là nó như thế nào tức là khi mà trước khi chúng ta quyết định mua một cái sản phẩm bất động sản nào thì những cái thứ mà chúng tôi vừa đưa ra cho quý anh chị và các bạn thì phần lớn anh chị và các bạn sẽ cho rằng nó là quá bình thường thực sự mọi thứ một cái thương vụ đầu tư về cơ bản nó là rất giản đơn và bình thường tuy vậy chúng ta thường hay làm cho nó phức tạp lên và hay đi tìm kiếm những cái thông tin ngoài lề ví dụ như những cái kỳ vọng và những cái thông tin tác động bên ngoài À, tới cái dự án đó nó được gọi là bánh vẽ mà các ông chủ đầu tư từ phía chủ đầu tư cũng như là người sale tức là người bán hàng cung cấp cho chúng ta nhưng chúng ta lại lờ đi hoặc là quên đi những cái vấn đề chúng ta cần phải xem xét đánh giá thật kỹ lưỡng về các cái yếu tố liên quan tới giá giá của cái sản phẩm đó so với những cái giá của xung quanh và đặc biệt chúng ta cần phải quan tâm là cái giá sản phẩm bất động sản hiện nay đang ở giai đoạn nào và cái giá hiện nay đã tăng tăng bao nhiêu phần trăm so với một năm trước đó so với nhiều năm trước đó để chúng ta có cái góc nhìn chi tiết hơn về cái sản phẩm của chúng ta và cái biên lợi nhuận của chúng ta còn và trong cái quá trình mà mua cái sản phẩm thì chúng ta cũng cần phải nắm chắc về các cái tiến độ của cái xây dựng của cái dự án sẽ và sẽ cam kết là đạt được cái tiến độ như thế nào cái câu chuyện thanh toán cũng là một vấn đề chúng ta cần phải quan tâm để chúng ta có thể định hướng và định lượng được những cái câu chuyện là dòng tiền của chúng ta có phù hợp trong cái quá trình thanh toán hay không bên cạnh đó nữa thì chúng ta cũng cần phải 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 quan tâm tới cái việc là chúng ta đánh giá được một phần nào đó về cái giá trị của cái sản phẩm mà bất động sản chúng ta đang định tính mua đặc biệt là cái căn hộ mà hoặc là các cái sản phẩm mà nhà xây để bán thì chúng ta phải đánh giá được là cái giá trị sản phẩm thực tế của nó à, đã các ông chủ đầu tư đã đổ tiền vào đó là bao nhiêu ví dụ như một căn chung cư 60 mét vuông thì giá trị thực tế mà các ông chủ đầu tư đổ tiền vào để xây ở phần giá trị phần xây thô là bao nhiêu cộng với giá trị gọi là tiền chiết khấu phần đất hoặc là một cái sản phẩm ví dụ như là bất động sản là đất phân lô thì chúng ta cũng phải đánh giá được là những cái gọi là phần cứng tức là những cái dịch vụ tiện ích đi kèm mà ông chủ đầu tư đã đưa ra gọi là chiết khấu trên cái sản phẩm của chúng ta là bao nhiêu để chúng ta nắm vấn đề thứ hai là chúng ta không nên đầu tư vào cái thời điểm thị trường bất động sản đang nóng cụ thể là giá nhà đất đang lên ở cái vùng đỉnh vì thông thường thì khi giá lên đến đỉnh hình xin thì sẽ có khuynh hướng gọi là trứng lại hoặc có thể suy giảm lúc đó để muốn sinh lời bạn buộc phải chờ đến khi thị trường ổn định và tăng trở lại vì vậy khả năng sinh lời sẽ rất lâu và mất nhiều thời gian cái điểm thứ hai này thì thực ra nói thì rất dễ nhưng làm thì không hề dễ một chút nào bởi vì để đánh giá được cả một cái thị trường mà đặc biệt là một thị trường lớn như bất động sản thì chúng ta không phải ai cũng có thể làm được do đó thì cách tốt nhất để chúng ta có thể làm tốt cái điều này đó chính là chúng ta nên tìm hiểu uh, trên các phương tiện đặc biệt là các cái kênh uh, youtube hoặc là một số các cái chuyên gia uh, chuyên nghề họ đánh giá uh, một cách độc lập không chịu cái sự tác động của các cái chủ dự án cũng như chịu cái sự cái tác động của cái câu chuyện tức là bất đồng lợi ích thì chúng ta sẽ có một cái góc nhìn gọi là tổng thể hơn về cái xu hướng chế tìm được những cái nhà phân tích độc lập họ mới đưa ra một cái thật thà nhất cho cái câu chuyện đánh giá và họ có cái trình độ nhất định để đánh giá anh chị và các bạn để biết được rằng là bất động sản liệu đã là cái khu vực gọi là đỉnh cao chưa Vấn đề thứ ba là chúng ta cần phải biết đó là một trong những cái rủi ro khi đầu tư kinh doanh bất động sản thường đến từ cái uh, tiến độ hoặc là cái vấn đề pháp lý của dự án. Đây cũng là một trong những cái rủi ro rất lớn. Vì vậy là khi tham gia góp vốn một các dự án nhà ở hình thành trong tương lai, nhà đầu tư phải nắm rõ dự án đang ở giai đoạn nào trong tiến trình hoàn thành và còn thiếu những giấy tờ gì cần thiết uh, cần thiết và cái năng lực tài chính của cái ông chủ dự án thì có đảm bảo cho cái việc thực hiện hiện thực hóa cái dự án này trong tương lai hay không một khi nắm rõ những yếu tố đó thì nhà đầu tư có cái đủ cơ sở để phân tích và đưa ra đánh những cái quyết định phù hợp trong cái câu chuyện đầu tư một dự án mà được xây lên nhưng lại không được cấp phép trong cái câu chuyện là cấp số đỏ tôi lấy ví dụ những cái dự án tưởng chừng như là rất là lớn ví dụ như lakeview của novaland ở gần cái khu quận 9 là hiện nay thì số vẫn còn chưa được cấp hoặc là rất nhiều những cái dự án mà xây lên rồi nhưng vẫn còn gặp bê bối của câu chuyện cấp số ví dụ như là gần đây thì có bê bối của các cái dự án của Mường Thanh là một trong những mà cái dự án mà nhiều quý anh chị và các bạn thì chỉ cho rằng là Mường Thanh là một trong những doanh nghiệp lớn thì cứ mua thôi còn không quan tâm nhiều đến các vấn đề pháp lý và không yêu cầu những cái đơn vị chủ thể là những cái đơn vị cung cấp dự án họ cung cấp những cái giấy tờ và số liệu cho anh chị và các bạn Điều này là điều chúng ta cũng cần phải lưu ý. Vấn đề thứ tư mà chúng ta cần phải lưu ý đó là điều quan trọng nhất là phải quan tâm tới mục đích cuối cùng khi đầu tư bất động sản. Anh chị phải bắt bạn phải quan tâm tới chính cái 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 ý nghĩa của cái sản phẩm bất động sản đó chúng ta mua để làm gì bạn mua bất động sản để ở hay là để cho thuê hay mua để tích trữ khi chờ tăng giá thì bán lại mỗi một mục đích khác nhau thì cách lựa chọn sản phẩm cũng khác nhau và theo đó thì tiền đầu tư sẽ bị giữ rất lâu nếu các nhà đầu tư không tính đến các cái giá trị sử dụng của bất động sản. À, nhiều các cái bạn mua giới bất động sản thì có một cái câu hỏi như thế này. Theo anh thì hiện nay thì nhà các nhà gọi là có nên mua bất động sản hay không? Thì câu trả lời sẽ được trả lời bằng việc anh chị và các bạn trả lời đó là anh chị mua bất động sản với mục tiêu với mục đích gì? với cái mục đích mua để ở thì cái thời điểm mua bất động sản là bất kỳ lúc nào nếu như anh chị và các bạn thỏa mãn các tiêu chí về mặt tài chính tức là chúng ta đủ về tài chính để mua bởi vì khi mua để ở tức là chúng ta sẽ mua cho dài hạn mua cho dài hạn thì có thể lúc này nó đang là đỉnh nhưng nó lại là đáy của một cái giai đoạn dài hạn vì vậy bất động sản theo tôi thì nếu mua để ở thì bất kỳ lúc nào anh chị và các bạn đủ về mặt nhu cầu về tài chính tức là đủ về cái khả năng thanh toán thì chúng ta đều có nên mua. Nhưng mà mua để cho thuê thì chúng ta lại phải cân nhắc về hiệu quả cho thuê so với giá trị đồng vốn chúng ta bỏ ra. Và mua để chờ tăng giá bán lại thì chúng ta lại còn phải đang đánh giá những cái mục ví dụ như mục 2 chúng ta biết xu hướng thị trường, mua có phải mua vùng đỉnh hay không, mua cái giá quá đắt hay không và đánh giá và định giá tài sản thì chúng ta cần phải hiểu biết nhiều hơn. Những người mua với mục đích để chờ tăng giá bán lại họ có những hiểu biết nhất định về thị trường bất động sản. Do đó thì tại thời điểm hiện tại thì chúng ta cần phải cân nhắc trong câu chuyện mua để chờ bán. Vấn đề thứ năm mà chúng tôi muốn cung cấp và chia sẻ với anh chị và các bạn đó là rất nhiều các nhà đầu tư chưa nắm được cái cơ hội và xác định sai và bỏ tiền đầu tư vào các dự án thiếu tiềm năng, thiếu tiềm năng. Việc đón đầu đầu tư vào những khu vực chậm phát triển và sẽ rất khó có thể sinh lời. À, hơn thế nữa thì vì thế thì nhà đầu tư cần phải khảo sát và xem xét kỹ các vấn đề từ cơ sở hạ tầng các cái tiện ích môi trường sống dân cư sinh sống và các yếu tố này phải đầy đủ thì bất động sản ở đây mới có tiềm năng phát triển điều này nói lên điều gì thưa anh chị và các bạn tức là chúng ta phải nên nhớ rằng là trong bất kỳ một thị trường nào không kể ngoài bất động sản ra thì các thị trường khác cũng vậy chúng ta sẽ phải lưu tâm rằng là chỉ có khoảng đâu đó chưa tới 20% các cái sản phẩm đem bán là được coi là những sản phẩm tốt và đem lại cái giá trị tăng giá cũng như các cái giá trị thẳng dư cho quý anh chị và các bạn và bất động sản cũng không phải là ngoại lệ. Do đó thì chúng ta cần phải cân nhắc rằng là tại một số số thời điểm Đặc biệt là những cái thời điểm khó khăn thì các cái sản phẩm gọi là có cái khả năng tăng giá mạnh nó mới phát huy cái tác dụng của nó và chỉ khi chúng ta chọn đúng một cái sản phẩm bất động sản, chọn đúng một cái nơi mà nó có cái 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 cơ hội tốt và thực sự là nơi mà nhận được cái sự quan tâm của giới đầu tư thì đó mới là nơi tạo ra cái biên lợi nhuận lớn và các sản phẩm khác ngoài bất động sản nó cũng có yếu tố tương tự. Đây là một trong những cái Nghe thì có vẻ là nghịch lý Nhưng mà thực tế thì các cái biên lợi nhuận lớn 80% biên lợi nhuận đến từ bất động sản Chỉ đến từ 20% Các cái gọi là cái sản phẩm bất động sản Có trong nền kinh tế của chúng ta thôi Điều này là điều nó đã được chứng minh rất rõ Trong các cái quy luật gọi là 80-20 Hoặc là những cái quy luật về mặt Gọi là cái tất yếu của cuộc sống nó là như vậy rồi Nên chúng ta không cần phải bàn thêm nữa Cái điểm thứ sáu mà chúng ta cần phải quan tâm đó là các nhà đầu tư thường có khuynh hướng sai lầm lớn các nhà đầu tư là thời gian qua là dùng nhiều đòn bẩy tài chính dùng nhiều đoàn bẫy tài chính cụ thể là nhiều nhà đầu tư đã vay số vốn lớn để đầu tư vào các cái dự án dự án có khả năng thanh khoản kém thì các nhà đầu tư lúc này sẽ bị áp lực về trả lãi và gốc đè nặng dẫn đến có khi phải bán tháo bất động sản với cái giá rẻ hoặc là chốt lỗ cho nên phải kiểm soát được cả hai chiều chiều vào và chiều ra của từng bất động sản trước khi đầu tư Thực ra thì kênh bất động sản là một trong những cái kênh mà đầu tư dài hạn rất là tốt nhưng mà đầu tư ngắn hạn nó tiềm ẩn rất nhiều những cái rủi ro liên quan đến cái tính thanh khoản. Đặc biệt là anh chị chọn sai vào những cái sản phẩm bất động sản có tính thanh khoản thấp thì khi thị trường đang sốt nóng, đang có nhiều nhu cầu, nhu cầu chung của toàn xã hội đang lớn thì bất động sản bất động sản sẽ có cái khuynh hướng là dễ bán và dễ thanh khoản. Nhưng mà chỉ khi mà bất động sản chỉ gặp một vài cái trục trặc hoặc là một số cái dự án mà tính thanh khoản thấp mà gặp phải cái điều kiện và kinh tế cũng như là cái nhu cầu với bất động sản yếu kém một chút thì chúng ta sẽ hiểu ngay được cái việc là cái tính yếu kém của thanh khoản trong kinh doanh bất động sản và chúng ta lại vay với vốn lớn nữa thì chúng ta lúc này sẽ khó có thể thoát khỏi cái bất động sản trong khi đó thì giá bất động sản mà chúng ta đang sở hữu không tăng áp lực lãi vay thì càng ngày càng lớn. Do đó khi mà chúng ta không có khả năng thanh toán lãi vay hoặc là à, có những cái áp lực nhất định trong cái vấn đề quản trị tài chính cá nhân, à, quản trị các cái, cái khoản đầu tư của mình thì chúng ta dễ sẽ phải chốt lỗ trong cái tình trạng gọi là rất là rất là khó chịu và lỗ rất là nhiều. Đó là cái lưu ý thứ sáu. Cái lưu ý thứ bảy là liều lĩnh đầu tư vào các dự án lớn trong khi thực lực và tiềm năng kinh tế của mình hạn chế để mong muốn thu hồi nhanh, bán nhanh là không nên. À, hiện các nhà đầu tư các nhà đầu cơ bất động sản hay phạm phải sai lầm này khi tiềm lực kinh tế yếu tố không đủ vốn đầu tư, không thanh toán kịp các đợt đóng tiền dẫn đến, đến phải thanh lý hợp đồng sớm để trả nợ. Đây là một trong những cái 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 lưu ý, lưu ý thứ bảy này là một trong những lưu ý nó nằm ở trong một cái câu mà anh chị và các bạn hay nghe đó là liều ăn nhiều. Liều ăn nhiều hay người ta gọi là đầu tư liều, đầu tư gọi là bất chấp. Cái việc đầu tư bất chấp thì chúng ta sẽ dễ dẫn đến cái câu chuyện tức là chúng ta đưa ra những cái kỳ vọng là dễ dàng trong cái câu trong cái việc là À, chúng ta nghĩ rằng là bất động sản đó nó sẽ nhanh chóng tăng giá trong một khoảng thời gian ngắn và chúng ta chưa cần phải đóng tiền theo các cái tiến độ phía sau thì chúng ta đều có thể dễ dàng chốt lời nhưng rất là rủi cho câu chuyện đó là tốc độ tăng giá không theo như cái mong muốn và cái tính thanh khoản của dự án thì càng ngày càng gặp những vấn đề rắc rối. À, so với cái thị trường hiện nay thì anh chị và các bạn sẽ dễ dính phải những cái tình trạng đó là sẽ phải thanh lý hợp đồng và chấp nhận mất cọc hoặc là có thể sẽ bị 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 những cái tình trạng rắc rối về mặt tài chính. Cái điểm lưu ý thứ 8 mà chúng ta cũng đang bàn tới đó chính là không nên để tất cả các cây cái, cái cái sản phẩm bất động sản hay hay được gọi là không nên để trứng vào chung một giỏ. tức là chúng ta không nên đầu tư hết tất cả các cái tiềm lực kinh tế của chúng ta vào một sản phẩm bất động sản. ví dụ như anh có 10 tỷ anh làm luôn 5 căn chung cư hoặc là ba căn chung cư đó là điều không nên. chúng ta có thể phân bổ ra nhiều cái sản phẩm bất động sản khác nhau, bất động sản cho thuê, bất động sản đất nền hay là bất động sản chung cư hay là nhà phố hoặc là nhà trong gọi là nhà nát. Thì chúng ta phải phân bổ ra làm nhiều sản phẩm khác nhau. thì rất nhiều nhà đầu tư thì đã phạm phải cái sai lầm này À, với bất động sản nguy hiểm nhất là cái giá đợi, giá trị cái đầu tư của nó lớn và nếu dồn hết vào một dự án, một phân khúc thì khi xảy ra biến cố sẽ khó có thể xoay sở bởi vì biến cố nó sẽ bị lan xa tất cả các sản phẩm chung một dự án. Nên người khôn ngoan sẽ biết phân tán đầu tư và đa dạng các sản phẩm ở nhiều nơi khác nhau, ở nhiều dự án khác nhau, ở nhiều chỗ khác nhau và sẽ làm cho chúng ta có được cái sự thoải mái trong cái câu chuyện đó là khi mà các cái sản phẩm bất động sản nó một số dự án nó gặp vấn đề thì chúng ta hoàn toàn vẫn có những cái thanh khoản và những cái dòng tiền ở đến từ những cái sản phẩm bất động sản khác mà chúng ta đang và đã tham gia đầu tư thì trên đây thì là tám những cái lưu ý mà chúng ta tham gia trong lĩnh vực bất động sản cũng như thêm vào đó những cái phân tích của nhóm thắng ơi để làm rõ hơn những cái lưu ý này cho quý anh chị và các bạn hy vọng là nó đem lại những hữu ích nhất định trong cái câu chuyện đầu tư bất động sản của chúng ta và rất mong rằng là những cái chia sẻ của thắng ơi thì đem lại những cái hữu ích nhất định cho quý anh chị em và các bạn trong cái quá trình tham gia đầu tư bất động sản của mình. À, đừng quên để lại cho chúng tôi những cảm nhận của mình Trong cái lĩnh vực đầu tư bất động sản Cũng như những cái chia sẻ kinh nghiệm của quý anh chị và các bạn Và đặc biệt hãy ấn like cho video này Cũng như là hãy tham gia cái nhóm Thắng ơi TV trên Facebook để chúng ta có thể cập nhật nhiều hơn những cái thông tin được chúng tôi soạn thảo thành văn bản và đăng trên cái nhóm Thắng ơi TV để phục vụ quý anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video tiếp theo à, và luôn nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý anh chị em và các bạn đó là cái nguồn động lực rất lớn cho nhóm chúng tôi tiếp tục cho ra những video, những vlog có ý nghĩa và hay hơn giúp ích cho quý anh chị và các bạn trong các cái lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. À, trong thời gian sắp tới. À, một lần nữa xin chúc quý anh chị và các bạn nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.